Dạ vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta tiếp tục trong cái bài học livestream tiếp theo nhé. Bài học này thì tôi sẽ chia sẻ một số cái nội dung liên quan đến việc là lựa chọn một người livestream cho bạn phù hợp. Vâng, giả sử rằng bạn là quản lý, bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là chủ spa, bạn không muốn ra mặt hoặc là bạn bận rộn với công việc quản lý, bạn không muốn xuất hiện trên livestream vân vân, thì bạn có thể thuê người làm livestream cho bạn. Trước hết phải khẳng định rằng là livestream là một cách thức bán hàng vô cùng tốt, cách thức giới thiệu sản phẩm vô cùng tốt nhé. Như tôi đã phân tích là nó được miễn phí, khả năng tiếp cận lớn, đúng không ạ? Có thể làm mọi lúc mọi nơi, có thể làm rất nhiều lần trong ngày, làm cả ngày luôn cũng được. Các bạn cứ tưởng tượng đi, một cửa hàng của chúng ta một ngày mà có khoảng 50 khách đi qua hay 100 khách bước vào cửa hàng thì cửa hàng bán tốt cỡ nào. Thế nhưng mà livestream thì các bạn thấy đấy, cái chuyện mà có 2-30 người xem, 5-60 người xem không có gì là khó cả. Nếu mà các bạn biết làm, thậm chí số lượng người xem có thể lên tới hàng nghìn, đúng không ạ? Vâng. Thế thì tôi muốn nói là cái việc lựa chọn cái người thì chúng ta sẽ phải thứ nhất dựa trên các tiêu chí là cái nhân sự đó là phải phù hợp với cái sản phẩm, đúng không? Ví dụ bạn làm đông y thì bạn có thể tuyển các bạn nữ sinh viên hoặc là những bạn đã tốt nghiệp chuyên ngành y, cao đẳng y hay là những cái trường y dược gì đó. Ý tôi muốn nói là có một cái sự liên quan, đúng không ạ? Bởi vì rõ ràng nói về thuốc, nói về những cái bệnh tật, nói về cái việc chăm sóc sức khỏe thì rõ ràng y bác sĩ thì sẽ tốt hơn rất nhiều, sinh viên đang học các trường đó thì tốt hơn rất nhiều, đúng không ạ? Chúng ta cũng lựa chọn những người có ngoại hình sáng giá một chút. Tất nhiên tôi không nói rằng là những người xấu thì không làm được việc, nhưng mà nhìn chung là các bạn nếu có được nhiều sự lựa chọn thì hãy chọn những người có ngoại hình cân đối, đúng không ạ? Khuôn mặt sáng sủa, ăn hình, nói thì lưu loát, nói tốt, đúng không ạ? Và không bị mắc giọng địa phương. Tất nhiên nếu có thì cũng không sao cả. Thì quá trình chúng ta livestream thì chúng ta sẽ học hỏi và chúng ta sẽ cải thiện dần dần. Ví dụ như là tôi tìm cho hai bạn để làm livestream sáng chiều, làm cả ngày luôn đấy ạ, cho một cái thương hiệu thời trang, đúng không? Thế thì cái thương hiệu thời trang đấy thì tôi sẽ chọn là hai bạn cao khoảng 1m60, rồi thì ưa nhìn. Sau đó thì tôi sẽ mỗi một bạn sẽ làm một ca 4 tiếng livestream buổi sáng, bạn làm ca 4 tiếng livestream buổi chiều, trả lương cứng, trả lương cứng, sau đó trả thưởng trên mỗi một sản phẩm bán được. Còn không bán được không sao cả, tôi đã trả lương cứng rồi. Đấy, ăn nói lưu loát, tôi phải phỏng vấn một chút, đúng không ạ? Rồi những bạn mà có nick Facebook mà càng hot càng tốt, càng nhiều người bạn theo dõi, càng nhiều bạn bè càng tốt, thì chúng ta cũng xem đấy là một cái sự lựa chọn tốt để chúng ta làm livestream, chúng ta thuê về. Thì hiện nay thì có những vị trí mà tôi biết rằng là người ta thuê làm livestream lương rất là cao, có thể mười mấy 20 triệu một tháng, sau đó thưởng doanh số nữa có thể lên tới 20-30 triệu một tháng. Thế còn cái công việc mà đơn giản hơn thì có thể là khoảng độ 7-10 triệu. Đấy, cho nên là các bạn mà không biết làm livestream cũng rất là thiệt thòi. Thế còn những bạn mà không thể livestream được cũng rất là thiệt thòi, thì chúng ta nên cố gắng học, đúng không ạ? Tôi nói rồi là Trung Quốc nó có hẳn cái ngành công nghiệp dạy làm livestream, dạy thành ngôi sao livestream, đúng không ạ? Rồi thì đào tạo trở thành MC livestream vân vân, nhưng mà ở Việt Nam là không có. Thì các bạn sẽ phải tự học, đúng không ạ? Học cách nói chuyện, học cách dẫn dắt, đúng không ạ? Giống như làm MC đám cưới hay là MC truyền hình thôi. Học cách ăn mặc, học cách trò chuyện với khách hàng, học cách tạo những cái trò chơi vui vẻ rồi đó, thì chúng ta có thể học được, không có vấn đề gì cả. Thứ hai nữa là đóng vai trò là chúng ta là những người mà chưa bao giờ livestream mà bây giờ vì công việc, vì bán hàng, chúng ta thấy rằng là giảng viên có lời khuyên là nên livestream để bán và chúng ta rất là e ngại, đúng không ạ? Thì bản thân chúng ta cũng sẽ cần phải vượt qua điều đó và chúng ta cần học các cái kỹ năng như tôi nói đấy ạ, sự chuẩn bị về ngoại hình, chuẩn bị về cách ăn nói, chuẩn bị về tác phong, chuẩn bị các cái bài kịch bản. Rồi chúng ta sẽ cứ nói chuyện, tự nói chuyện, tự thuyết trình, đúng không ạ? Chúng ta có thể đọc thêm các cuốn sách về small talk, tức là nói chuyện phiếm. Chúng ta đọc thêm các cuốn sách về thuyết trình, thuyết presentation trước đám đông, trước công chúng, hoặc là xem thêm những cái chương trình nói về tư duy tích cực, nói về trainer, tức là đào tạo để trở thành một cái người chuyên về đào tạo, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng tôi nói thì rất là nhanh, rất là tốt, rất là hay vân vân. Ví dụ thế thì đó là cái quá trình mười mấy năm tôi làm giảng viên và tôi đọc sách rất nhiều, đúng không ạ? Tôi tư vấn tôi rất nhiều, tôi đi dạy rất nhiều, thì tôi có kỹ năng như vậy, nó cũng không có gì là khó cả, các bạn cũng sẽ đạt được điều đấy.
Trước hết là tôi muốn các bạn phải hiểu là các bạn hoàn toàn có thể vượt qua được, các bạn hoàn toàn có thể học được những kỹ năng này, nó không có gì nó quá phức tạp cả, nó không có gì nó quá đánh đố cả. Thế thì cái việc lựa chọn thì tôi như tôi nói là ngoại hình, giọng nói, tính cách, rồi thì cái sự sôi nổi, rồi thì cái cách dẫn dắt câu chuyện, chúng ta sẽ liên tục đào tạo, liên tục hỗ trợ các bạn ý. Cái quan trọng nhất là các bạn ấy muốn kiếm tiền, muốn học hỏi, thì có nhiều bạn không muốn kiếm tiền mà không muốn học hỏi thì rất là khó. Và bản thân các bạn là chủ nick Facebook của mình mà phải livestream bán hàng thì hãy làm theo những cái lời như tôi nói, đúng không ạ? Chú trọng một chút đến ngoại hình, thậm chí cần phải thay đổi thì cũng phải thay đổi, nâng sửa chữa một chút, đúng không ạ? Đi làm spa, đi làm đẹp thẩm mỹ viện, bởi vì khi mà các bạn thay đổi như vậy, các bạn có một cái hình thể đẹp hơn, các bạn có một cái khuôn mặt hấp dẫn hơn thì các bạn sẽ dễ dàng bán được nhiều hàng và livestream thành công hơn. Tuy nhiên nếu các bạn không muốn thay đổi theo cách như vậy, không có vấn đề gì cả nha. Đừng nghĩ rằng là cứ phải đẹp mới là thành công, không phải đẹp là thành công. Đẹp, ưa nhìn, xinh xắn là một lợi thế, nhưng đó không phải là điều kiện duy nhất, điều kiện tiên quyết nha. Điều kiện tiên quyết là các bạn thực sự cố gắng, các bạn thực sự muốn làm, các bạn thực sự học hỏi, các bạn sẽ học được điều đấy. Nói chuyện vui, nói chuyện hay, thuyết trình hay, giới thiệu sản phẩm rất tốt, ok. Các bạn tất cả những thứ như vậy các bạn đều có thể học được. Kết hợp với các kỹ năng về sale thì tôi sẽ bổ sung thêm các kỹ năng về sale trong cái sản phẩm chương trình đào tạo này. Ngoài ra thì các bạn cần phải biết là mình yêu thích sản phẩm gì. Ví dụ như là mình thích làm thời trang thì mình nên livestream thời trang thôi. Mình thích làm mỹ phẩm thì mình nên livestream về mỹ phẩm thôi. Mà để livestream tốt, đúng không ạ, thì chúng ta cần phải có kiến thức về sản phẩm, kiến thức về đối thủ, kiến thức về khách hàng, sự am hiểu sâu về các cái câu hỏi cũng như là các cái vấn đề của khách hàng. Thì khi mình lên livestream tự khắc mình sẽ tự tin, tự khắc là mình sẽ nghĩ ra những điều hay ho để mình nói chuyện. Tiếp tục là mình có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về âm thanh, ánh sáng, thiết bị phần cứng, phần mềm, về ngoại hình, về giao diện, về quần áo, trang phục, vân vân, về kịch bản thì mọi thứ sẽ trở nên rất là dễ dàng. Ok, thì tôi xin phép kết thúc cái bài học này, đưa ra một số những cái lời khuyên đơn giản như vậy. Dạ, chúng ta lựa chọn bạn có những tố chất như vậy chúng ta làm, và bản thân chúng ta nếu chúng ta phải trực tiếp làm thì chúng ta cũng cần phải học hỏi các cái tố chất như vậy. Lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.